Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Bonsai tự nhiên của mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha. Chẳng hạn năng lượng và sức khỏe nha anh em ơi. Hôm nay mình sẽ quay làm lại dây nước 2 cho cái cây này anh em ơi. Cây này cũng khá là lâu rồi, 2 năm rồi đó anh em. Cũng có trái lác đác. Nhưng mà mình nuôi dâm nên là nó chưa. Và mình nuôi cây cốt nên là cây tàn nó chưa có mình lắm. Cái này cũng nhỏ nên là bây giờ bắt đầu là mình sẽ nuôi cây tàn cho nó nha anh em ơi. Nói chung 2 năm thì với số lượng cây của mình đã nhiều rồi, nên là mình cũng cảm thấy là nó không có lâu lắm anh em ơi. Cho anh em mà ít coi về cảnh cái dòng hải châu nuôi lâu lắm. Mình thì nhiều mình cứ bỏ coi lúc này lúc kia, có nhiều coi mình đỡ cả năm rưỡi 2 năm mà mình chưa vào doi được tại không có thời gian nữa anh em. Nói chung là công việc rất khắc rất là nhiều luôn. Đam mê thì làm thôi anh em ơi. Dạo này chỗ mình nó mưa cũng khá là nhiều, cái chất lượng video nó cũng ảnh hưởng anh em à. Đó, mình vẫn lái giữ lại cái tiếng mưa đó anh em, nên là nó hơi ồn một tí nên là anh em thông cảm nha. Mình cũng cố gắng ra những cái video chất lượng nhất cho anh em coi và chia sẻ. Nói chung thì cái dòng hải châu thì dâm cành nó ra cũng khá là nhiều nên là anh em an tâm vào cái việc mà cái dâm cành nó có bung dâm đúng chỗ hay không nha anh em ơi. Cái này thì kiểu cái chân rỡ nên mình cái cục mình lấy cái độ cong của nó thôi anh em ơi. Lá cũng khá là đẹp, cái này cây núi mà lá cũng khá là đẹp nè anh em. Hoành thì nghe cái chai kêu 10 tiếng thôi anh em ơi. Cái này hoành tầm 20 à. Lá này thao khỏi chơi anh em. Dòng núi hay dòng biển thì anh em nuôi lâu lá nó cũng côn lại. Cái này hồi xưa trồng phôi lên lá nó cũng to lắm anh em ơi. Sau thời gian mà nó kiểu nó thuần cây rồi á. Nó ăn nắng nhiều là nó đi dâm ngang là nó bắt đầu nhỏ lắc lại nha anh em ơi. Cái này mà nó mà đỡ trồng thần rồi sau này bấm dâm chơi rồi lá nhìn nó mơ nữa nè. Nói chung cái cây hải châu mà anh em trồng phôi mới ra mà anh em rồi lá nhỏ liền là không có đâu nha anh em ơi. Trừ khi mấy anh em coi anh em lấy cái cây tàng riêng ở trên núi, còn trên núi sẵn á lá riêng là lá cành là mới còn nhỏ thôi, chứ mà anh em mà phôi mà anh em kết trụi á, anh em trồng lúc nào ra lá nó còn to hơn bình thường một chút nha anh em. Tại vì nó anh em xài phân thể thuốc nè, rồi cái lượng rỡ nó ra là sẽ kích thích cái cây lúc nào nó cũng muốn vượt lên đó anh em ơi. Là lúc nào lá nó cũng to cũng bự. Đến lúc mà cái cây nó đã trưởng thành rồi là ra bông ra trái á, thì khi đó nó sẽ nuôi cái dàn lá ít lại và nó sẽ chú trọng vào cái việc bông cái, là cái lá nó sẽ tự côn lại nha anh em. Đó. Nói chung là chơi cái gì cũng được, miễn là anh em biết cái cách chăm sóc và cái đặc tính của cái cây thì anh em sẽ cảm thấy là nó đơn giản và nó dễ dàng hơn thôi anh em ơi. Cái này là một cái dòng của hải châu của mình anh em. Cái này thì mình vào một nước rồi mình định hình cái dàn dâm đi, thì cái này nó nhỏ nên là mình cũng có bấm đọt sơ rồi anh em ơi. Nên là đi cây tàn thì nó cũng hơi có cây tàn thôi chứ nó không có dày anh em à. Giờ thì mình lại nước thứ hai là bắt đầu là mình bấm đột mình chơi mình nuôi cái dàn dâm nha anh em. Tại vì cây này thì mình đỡ cái đỉnh nó thấp như thế này thôi, tại vì không có cần lên phải lên cao nữa thôi anh em ơi. Giờ là mình nuôi cái chiều sâu của cái cây trở ra cái dàn dâm dàn tàn nha anh em. Rồi cho nó cây có cái chiều sâu với lại là nó có cái lượng đọt già nó nhiều và cái bông trái nó lên nhiều nha anh em ơi. Hồi xưa thì mình nuôi cái cốt á, mình đỡ cái dâm trái thì cái dâm đọt thì mình đỡ là nó đi cái đọt chính thôi. Tại vì cái nuôi hải châu và cái đọt nào già thì nó mới ra được bông được trái nha anh em ơi. Chứ còn mà coi nó còn cái dâm tàn mà nó còn non là nó chỉ có đi đọt thôi anh em. Nhiều anh em hỏi sao cái cây của mình nó đi đọt liên tục.
Mà nó không ra bông, tại vì cái dàn dâm nó không có giả, kiểu như anh em ra cái đột non rồi anh em cứ bấm 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 mà cứ đột non nó ra, nó không có cái đủ sức mà đỡ nên nó không phải là không đủ sức mà nó kiểu nó không có cái đột để mà nó già đất, cái độ nó già để mà nó ra bông cho cái coi, nên là cái coi anh em nó đi cái đột không à. Còn anh em mà muốn có bông có trái anh em mà bỏ cành đi, cành là có nha, bảo đảm 100% đó. Nhưng mà mình anh em sợ hư coi thôi, chứ còn hơn thì anh em nuôi phải cái coi phải phải già, phải kiểu phải là già, phải kiểu thành phẩm rồi á, cái đột già nó cứ lớp này lớp kia đó anh em. Đợt này anh em nuôi phân thuốc rồi vẫn ok hết, nhưng mà kiểu nó lá nó có già rồi á, với lại những cái đột mà nó nằm phức á nè, nó không có nắng nhiều á là nó sẽ không có đi đọt được, là những cái dầm nó sẽ ra bông ra trái trước đó. Còn những cái nào mà nó ở ngoài nắng nó đi đọt được, nó còn vượt được á là nó sẽ đi đọt thôi nha anh em ơi. Mà nói chung này mình trồng phôi là mình trông cho nó đi đọt nhiều anh em, bông trái thì đường nào nó không có đó, nên là từ từ có cũng được, chủ yếu là cái coi của anh em nó đẹp à, nó có sức à. Cho anh em mình em nuôi bông nuôi trái nhiều, anh em không xả là cái cành nó hay bị lao lắm nha anh em ơi, kiểu nó tuột á, nó không có lao nhưng mà nó cứ còi còi còi, nó chai mẹ với cái cành đó luôn nha anh em, là nó bung dâm bung đột, nó đi nó sẽ bung chỗ khác, nó phá thớ mất cái coi nha anh em ơi, nó làm cái coi của mình cái dâm cành nó không được dày mà nó không được xum sơn nữa, nhìn cái coi của mình nó sẽ yếu yếu làm sao ạ. Nên là anh em nuôi phôi thì đừng có nuôi bông nuôi trái làm gì, nuôi cái dàn dâm cho nó ok hết rồi thì bông trái là tự khắc nó có nha anh em. Đó. Cứ anh em cứ chơi coi mà anh em cứ tiếc bông tiếc trái, anh em cứ đỡ hồi á thì cái coi nó sẽ tuột nha, không phải tuột mà nó chậm phát triển đó, dùng sức dùng chất dinh dưỡng nó lên nó nuôi bông nuôi trái hết, nó không có kích thích được cái đọt nó ra, nên gần như là cái coi mà mình cảm thấy là không chưa đến độ đó mình chơi, là toàn bộ mình bấm dâm bấm đọt cho nó đi dâm đi đọt hết rồi nè, có bông có trái thì mình nuôi sơ thôi anh em ơi, toàn mình bỏ hết bông mà nó đậu được trái rồi là mình toàn là mình kích mình bỏ hết anh em ơi. Những cái coi mình do mình đỡ lại, ví dụ mình đỡ mình giao lưa cho anh em thấy bông thái trái thì mình đỡ, còn mà kiểu hết giao lưu rồi á là thì mình sẽ kích mình dục hết anh em ơi. Anh em trồng nhiều vậy cho nhiều cái này cái kia nó ra liên tục à, thế nên là anh em không có coi thì anh em trồng cho nó ra bông ra trái, chứ mà vườn nó nhiều rồi á thì anh em cái coi nằm nuôi thì anh em xa hết rồi, chứ nuôi bông nuôi trái làm gì đó được không anh em, nuôi nhiều nó qua mùa sâu nó lại tuột chứ làm gì được đó. Nó không có tái tạo được lại cái đột mới thì làm sao có bông có trái cho mùa sau. Nên là coi mà anh em khi mà anh em chưa có thành phẩm anh em đừng có nuôi bông nuôi trái làm gì, cứ nuôi cái đột cái dâm mà cho nó đi cho nó tốt đi, nó mèo nó to cái dâm tay cành đi, rồi anh em bấm đột thường xuyên thì nó ra cái dàn vàng nó sẽ mịn nó sẽ dày hơn ha, từ một cành nó ra hai, hai lên bốn, nó lên cấp số nhân ra nè là cái tán nó sẽ ok hơn nha. Mùa này thì chỗ mình mưa khá là nhiều, nhiều anh em hỏi là mùa mưa thì trồng phôi được không thì mình cũng có cái video trước mình cũng có chia sẻ rồi đó anh em ơi. Mình có khuyến khích anh em là trong mùa mưa thì anh em đặc biệt phải trùm bì nhựa lại và đỡ cái chậu là tránh nước mưa vào đó. Cái nồi hải châu thì nó không có cần ấm nhiều, mùa mưa thì cái lượng ấm trong không khí nó khá là nhiều rồi đó. Mà anh em đỡ nước mưa nó vào á thì nó sẽ hư cái coi nha, đó là cái coi của mình thối rữa hết nha anh em ơi. Đó. Nên là anh em chịu khó là trồng phôi mùa mưa thì anh em nên trùm kín lại đợi chưa, đợi cho cái coi nó khỏi phải bị ẩm, bị do vô nước mưa nhiều. Mùa này thì mình gần như là không có tưới nước luôn anh em ơi,
mình trùm bao trùm bì nhựa mình trồng ngoài trời thì mình toàn bộ là mình che lại hết, mình che không cho nước mưa vô cái bầu nha. Đó. Cái cát nó mùa mưa thì nó không có khô rang, nó khô rang nó khô ấy được đâu anh em, nên là anh em an tâm nha, không cần tưới nước, anh em cứ tu cái bình nhựa hay cái nghiêng cho nó nước mưa nó vô là cái chắc trần ở dưới của nó là nó vẫn ấm nha anh em, nên anh em an tâm. Còn mùa này thì bây giờ anh em không nên thay 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 chậu cho coi nha, thay chậu thì anh em trước mùa mưa tầm 1 tháng đó thì anh em thay cho nó bén cái dầm cái rỡ đi cho nó ok, thì gặp mưa vô là nó tốt cái coi. Chứ còn mùa này thì anh em thay thay chậu cho nó ra ra đột non nhiều, mưa nhiều nó thối hết rồi anh em ơi, nên là anh em lưu ý nha. Anh em nhiều trường hợp anh em thay rồi là sao cái coi mình nó cứ dàn lá tuột tại vì nó hư cái dàn rỡ đó anh em, nên là anh em lưu ý là mùa này thì anh em hạn chế đừng có thay chậu làm gì chứ. À, với lại mùa này đột non nó ra khá là nhiều, coi mà đột non nhiều thì cái tỷ lệ với lại cái rừng cái rễ ở dưới anh em, cái rễ ở dưới nó đi khá là nhiều luôn, cái nào mà đột non nhiều thì cái rễ đi nhiều thôi. Cái này thì mình làm cái đinh nó thấp thôi anh em ơi, chủ yếu cái dàn tàn ở dưới cành một á, cành thân rồi là cành hai, với lại một cái cành đuôi theo cành một cho nó dày cái tàn anh em ơi, để nó cho cái coi của mình nó có cái chiều sâu anh em ơi, với lại là nó kín cái form lại nha. Này thì đỡ cứ nuôi dâm thôi anh em. Đó. Rồi nhà mình tha keo nữa là xong rồi đó anh em. Cái này đáng lẽ là mình sẽ thay chậu nhưng mà mùa này mưa quá nên là mình sẽ đỡ lại nha, đỡ lại tới tháng 12 mình thay nha. Giờ nó cũng ra đột non lúng phúng không có thay làm gì, thay mùa này coi yếu lắm, nó chưa có ra rỡ kịp, chứ lại nước mưa nó vô nó ẩm nhiều cái coi nó không có bung được anh em. Cái nồi hải châu anh em tưới nước đầy đủ ít cũng được nhưng mà anh em có nắng là cái cây nó mới phát triển tốt nha. Chứ còn mà anh em bỏ trong mát nhiều gọi là cái cây nó cứ xìu xìu ảnh ảnh nha anh em ơi, nó không có độ sung nha anh em, nên anh em trồng hải châu anh em cứ bỏ mà nắng cây sống rồi 6-7 tháng rồi anh em cứ nắng anh em bỏ không sao hết đó, mình bảo đảm cho anh em luôn, nên anh em đừng có sợ mà bỏ trong mát, bỏ mát coi nó không có bung đâu nha anh em ơi. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha, nhớ là subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Cái này thì hoành mười mấy gần 20 à, anh em thấy cái chậu hủ tiếu mì tiếng không, nó ngang cái hủ tiếu mì tiếng thôi anh em ơi. Còn anh em nào giao lưu thì liên hệ với mình nha, cảm ơn anh em rất là nhiều nha, bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha. Phôi thì hôm nào nắng thì mình đi, còn mưa thì chắc là ở nhà chỉnh sửa coi thôi anh em ơi. Bye bye.